răng to và mẹ răng nhỏ, họ đã mất tiêu rồi. Trái phải, trái phải, trái, trái, phải, trái phải, trái, trái. Tất cả mọi đường xuống, vật thể không xác định đang lao tới. Rút quần ngay, trở về vị trí, bảo vệ căn cứ. Wow, con là ai? Tôi không thể nói chuyện, tôi đang chạy. Mẹ và con tham gia được không? Miễn sao cậu giúp chúng ta về nhà là được. Tất nhiên là được rồi, nhưng không phải trong mấy đôi bút xấu xí đó. Mang đôi này mới đúng điệu. Tuyệt. Nhưng phải khởi động trước đã. Tôi muốn thấy hai bạn bước tới hạ gối và chải răng cùng phi nước đại nào. Phi nước đại. Nhiệt tình lên các bạn, cùng chải răng kiểu ngựa phi nè.